hộp màu đẹp quá. Bây giờ chị em mình sẽ cùng nhau tô màu nha Candy. Hai chị em Jenna và Candy đang cùng nhau tô màu rất vui vẻ kìa. Đợi chị với nào Candy. Có vẻ cả hai đã mệt rồi. Candy ơi, chúng ta sẽ chơi với nhau mãi mãi nha. Mãi mãi á. Nhưng mà em sao vậy? Mà ngoắt tay cùng nhau nào. Hình như Candy đang có điều gì khó nói thì phải. À, mẹ, con chào cô. Chúng ta chuẩn bị đi rồi. Cô đã nói với chị Jenna chưa? Em đi đâu cơ Candy? Em... Sao em không nói gì? Đây là gì? Đây là vali. Hôm nay là em phải chuyển nhà đi. Sao cơ? Em phải chuyển nhà đi á? Em xin lỗi. Em đừng đi. Chị không cho em đi đâu. Candy, đến giờ đi rồi. Tạm biệt chị. Không, chị không cho em đi đâu. Candy, chị về đi. Em đi đây. Đừng mà. Candy, em đừng đi mà. Chị ở lại mạnh khỏe nha. Candy, chị Jenna. Đừng quên chị nhé Candy. Em sẽ không quên chị đâu. Jenna. Có chuyện gì vậy nhỉ? Wow, đẹp quá. Con gái mẹ sau này chắc chắn sẽ trở thành họa sĩ. Jenna, con sao vậy? Liệu Jenna có nói cho mẹ biết không đây? À, Jenna, nhìn nè. Ngạc nhiên chưa? Bánh kem con thích nhất này. Ôi Jenna, con sao thế này? Mẹ làm bánh kem mà con thích nhất đấy mà. Con không ăn đâu. Rốt cuộc con sao vậy? Con ốm à? Con không ốm. À, đợi mẹ một chút nha. Yeah, 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 yeah. Chào bạn Jenna xinh đẹp. Mình là chú khỉ đen nghịch ngợm, thích nhảy múa đây. Ôi, vẫn không được sao? Jenna ơi, nhìn này. Xin chào bạn Jenna. Mình là búp bê baby. Chúng mình cùng chơi với nhau nha. Không, mình chỉ muốn chơi với em Candy thôi. Thế thì hai mẹ con mình sang nhà Candy chơi nha. Candy chuyển nhà đi rồi mẹ ơi. Hả? Thôi, Jenna của mẹ ngủ đi nhé. Vâng ạ. Mẹ Jenna đang gọi điện cho ai đó thì phải. Jenna ơi, con mau xuống đây. Mẹ có món quà dành cho con này. Mẹ ơi, con không thích quà đâu. Con cứ mở ra xem là quà gì đi đã. Chắc mẹ lại mua cho con gấu bông khổng lồ chứ gì. Con mở ra đi, chắc chắn là con sẽ thích. Vâng ạ. Bất ngờ chưa nào? Wow, Candy, em chào chị Jenna. Cuối cùng thì Jenna cũng cười rồi kìa. Sao hôm nay em lại đến đây? Em không chuyển nhà nữa. Thật á? Yeah, thích quá. Thế là hai chị em mình không phải xa nhau nữa rồi. Vậy là mẹ đã thành công làm cho Jenna vui vẻ trở lại rồi. Chúng ta lại cùng chơi tô màu nhé Candy. Lần này để xem ai sẽ tô màu đẹp hơn nhé. Các con ơi, rang bánh kem nè. Yeah, bánh kem kìa. Vậy là Jenna và Candy lại quay trở lại làm bạn tốt của nhau mãi mãi rồi. Có vẻ Lucas đang gặp khó khăn trong bữa sáng của mình thì phải. Suri, con có thể giúp em ăn được không? Dạ. Vâng ạ. Em nên cho tất cả vào một bát, rồi sau đó bỏ thêm chút sữa tươi nữa. Wow. Nào, để chị đút cho Lucas ăn nhé. Có sự giúp đỡ của chị Suri, Lucas của chúng ta đã có một bữa sáng ngon miệng rồi. Bố ơi, Lucas ăn hết rồi này. Con làm tốt lắm con gái. Bây giờ có những việc chăm em này. Vẽ tranh, rửa tay, đá bóng, đánh răng. Đó là những công việc sẽ giúp con trở thành một người chị tốt. Ồ, Suri và Lucas đang vẽ tranh kìa. Lucas đang vẽ tranh bằng tay sao? Dừng lại Lucas. Còn phải dạy em cách vẽ tranh chứ. Dạ vâng ạ. Trước tiên chúng ta phải đi rửa tay đã. Đi nào. Để chị dạy em cách rửa tay thật sạch nhé. Chúng ta phải kỳ cọ thật kỹ mu bàn tay, rồi đến các kẽ tay nhé Lucas. Bây giờ thì lau khô nào. Yeah, tay của em đã sạch hoàn toàn rồi này. Vậy là xong công việc rửa tay. Em tô màu nhé chị Yuri. Được thôi. Suri và Lucas đang rất vui vẻ cùng nhau hoàn thiện bức tranh kìa các bạn. Lucas của chị giỏi quá. Các con đang vẽ tranh à? Đẹp không bố ơi? Các con làm rất tốt. Bây giờ chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi bóng thôi. Lucas, chị bắt đầu nhé. Ôi, phải làm sao bây giờ? Chị đá nhé. Yeah. Thể thao là phải vui vẻ, không được thắng hay thua. Vâng ạ. Lucas, để chị dạy cho em chơi bóng nhé. Đỡ lấy con gái. Đến bố nè. Vậy là chỉ còn một công việc nữa thôi. Chị có thể dạy em đánh răng không? Không, chị bận mất rồi. Không biết đánh như thế nào nhỉ? Ôi trời, sao vẫn còn bẩn thế này? Con không biết, chị không chịu dạy con. Suri, con phải dạy cho em chứ. Vâng ạ. Trước tiên, hãy cầm bàn chải lên và lấy một lượng kem đánh răng vừa đủ. Bây giờ thì làm theo chị nhé Lucas. Đánh răng xong chúng ta phải xúc miệng nữa nhé. Lucas giỏi quá. Bố ơi, con hoàn thành hết nhiệm vụ đây nè. Con làm giỏi lắm. Con chắc chắn sẽ trở thành một người chị tốt. Làm một người chị tốt tuy khó nhưng mà thật vui bố ạ. Candy, có chuyện gì vậy con? Sao Candy cứ khóc hoài vậy nhỉ? À ha. Có lẽ con bé sẽ thích lắm đây. Candy, mẹ có giày mới cho con này. Không, con không thích đâu. Vậy còn đôi này thì sao? Con không thích. Thôi nào, nín đi mẹ thương nha. Thế bây giờ con muốn gì nào? Ôi, mình phải làm gì để Candy không khóc nữa nhỉ? À, Candy, con nhìn này, con thích chiếc nào? Con không thích đâu. Ồ, con không thích à? À, để mẹ tìm chiếc khác cho con. Con thích cái nào? Không, con không thích, xấu lắm. Lại khóc nữa rồi. Phải làm gì bây giờ ta? À, còn một cách nữa. Candy, lại đây với mẹ nào. Mẹ định làm gì đó? Candy chờ mẹ một chút nha. Mình vào bếp thôi nào. Đây là món xúc xích nướng. Ôi, thơm quá đi. Thơm quá. Candy, mẹ nướng xúc xích cho con này. Con cảm ơn mẹ ạ. Yêu, khó ăn quá. Gì cơ? Con không ăn cái này nữa đâu. Ôi, mình là thất bại nữa rồi. Thôi, ra đây với mẹ nào. Vậy bây giờ mẹ con mình đi siêu thị nhé. Ta-da! Con không thích. Vậy chú voi này thì sao? Dễ thương quá, nhưng không phải thứ con thích. Vậy con thích thứ gì nè? Con có thích ăn kẹo không? Con không thích. Con muốn đi về nhà. Vậy mẹ đưa con về nhé. Alo, tôi cần bác sĩ giúp đỡ. Chào mẹ Candy. Bác sĩ vào đây đi ạ. Candy ngoan, há miệng ra nào. Cháu bé không sao cả. Nhưng bé nó khóc cả ngày, vậy sao? Để tôi xem lại nào. Candy ngồi yên nhé. À, đây rồi. Thì ra là Candy có một chiếc mụn nóng. Hóa ra là như vậy. Mình không đau nữa rồi. Candy cười trở lại rồi. Cảm ơn bác sĩ. Tạm biệt. Candy, là mẹ không chú ý đến con. Mẹ xin lỗi con nhé. Con ạ.